Thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè xin chào bà con. Hôm nay mình lại quay clip giới thiệu đến bà con một giống cây ăn quả mới, nó cũng khá là đặc biệt nha mọi người. Thì lần trước mình cũng đã giới thiệu một lần rồi nhưng mà cũng khá lâu rồi, hôm nay mình muốn giới thiệu lại. Thì giống cây này mình muốn giới thiệu đến mọi người là giống ổi tím nha mọi người. Thì mình lấy một kèo ổi tím cho mọi người xem. Đấy thì cái ổi tím này nó có một cái khá là dễ nhận diện so với các ổi khác là lá nó có màu đỏ tím nha mọi người. Đấy. Tím nha. Thì cái giống cây này nó cho quả cũng khá là sai nhưng mà trái không to nha mọi người. Nó chắc cũng cỡ trái ổi xẻ của mình vậy đó. Nhưng mà trái của nó màu tím luôn, ra bông màu tím nè, lá tím đó, trái tím, hột tím, nói chung là tím ghiệm luôn nha mọi người. Đây đây, đây có một cái trái nè, đây mọi người xem không, nhìn cái trái đó này nó tím luôn nha mọi người. Thì cái giống ổi tím này nó cũng khá là dễ trồng chứ nó không có khó, và nó cũng khá là dễ đậu trái nhưng mà cũng thấy rồi đó. Thì lô này của mình thì nó là dạng cây ghép nha mọi người. Cây ghép thì nên cái thời gian cho trái nó cũng khá nhanh đó. Đây này có hình cho mình xem đấy, bông tím, trái tím, hột tím, trái nó không to nhưng mà trái có trái ổi xẻ mình thôi, ăn cũng khá là ngon, khá là lạ. Đấy, thị trường nó cũng đang hút, đặc biệt là các cái siêu thị và các cái Bách Hóa Xanh đó mọi người, trái cây á là lạ, cực kỳ đang hút cái giống này nha. Đó, hiện tại mình cũng về được lô hơn 50 cây. Nói như mọi người nếu có nhu cầu đặt số lượng nhiều vẫn có nha mọi người. Thì mọi người có nhu cầu trồng giống ổi tím thì có thể đến Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè để có thể thoải mái lựa chọn cho mình những cây giống ổi chất lượng. Đó, địa chỉ của cửa hàng nằm ở quốc lộ 30, ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè. Còn mọi người muốn biết thêm về kỹ thuật trồng cũng như là cách thức chăm sóc của giống ổi tím thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại 0824 66 44 99. Xin chào bà con, chúc bà con có vụ mùa bội thu.